dạy các hữu tình xa lìa hai tướng, lại dạy họ an trụ vào cảnh giới vô tướng. Tuy dạy họ trụ vào cảnh giới vô tướng, nhưng không làm cho họ rơi vào kiến chấp hai bên, cho rằng đây là tướng, đây là vô tướng. Thế nên thiện hiện các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bằng phương tiện thiện xảo, giúp các hữu tình xa lìa các tướng, thực hành cảnh giới vô tướng mà không chấp trước. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng, tất cả danh tướng đều là giả lập, do sự phân biệt hư vọng phát sanh, ở trong đó hoàn toàn không có chút gì thật có thể nắm bắt, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì sao đối với các thiện pháp Đại Bồ Tát có thể tăng tiến, cũng có thể giúp người khác tăng tiến thiện pháp? Do các thiện pháp tuần tự tăng tiến nên vị ấy có thể tuần tự làm viên mãn các địa, cũng có thể an lập các loài hữu tình, giúp họ trụ vào quả ba thừa tùy theo căn cơ của họ. Phật bảo thiện hiện, nếu trong các pháp có chút ít thật sự, chẳng phải chỉ giả lập ra có danh tướng, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát phải không tăng tiến đối với thiện pháp, cũng không giúp người khác tăng tiến thiện pháp. Do trong các pháp không có chút gì thật sự, chỉ có các danh tướng giả lập, cho nên lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát có thể tự tăng tiến đối với thiện pháp, cũng có thể giúp người khác tăng thêm thiện pháp, cũng có thể giúp vô tướng làm phương tiện để viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn bố thí